máy bay trinh sát M-55 Zeofizia của Nga như hổ mọc thêm cánh. Pháo sản Grad của Nga rội mưa rocket diệt cứ điểm Ukraine. Nga xuyên thủng tuyến phòng ngự Ukraine ở Kuryansk. Dộ tiên quân đội Israel chuẩn bị tiến công vào Liban, tấn công Hezbollah. Cựu Tổng thống Trump cho biết cảm thấy sắc bén hơn 20 năm trước. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo một nguồn tin mới đây, Nga đã tăng cường khí tài điện tử cho chiếc máy bay trinh sát M-55 Geophysica. Chiếc máy bay này nhiều khả năng sẽ thay thế chiếc A-50 trong một số nhiệm vụ đặc biệt. Máy bay trinh sát M-55 Geophysica chế tạo từ thời Liên Xô đã được không quân Nga tái sử dụng trong thời gian gần đây để làm nhiệm vụ do thám các mục tiêu tại Ukraine và có thể cả những quốc gia NATO. Vào tháng 11 năm 2023, từ một bức ảnh được công bố trên báo chí cho thấy rằng người Nga đã khôi phục ít nhất một máy bay trinh sát tầm cao hiếm hoi M-55 Geophysica. Chuyến bay nghiệm thu được thực hiện từ sân bay Ramenko gần Moscow. Giờ đây, một bức ảnh mới về chiếc M-55 Geophysica lại xuất hiện trên báo chí. Có tới hai thùng chứa thiết bị đã được phát hiện dưới cánh của chiếc máy bay này. Đầu tiên là UKRRT, thứ hai là thùng khí tài tình báo điện tử UKRRL. Máy bay trinh sát tầng bình lưu M55 Geophysica của Nga có chiều dài thân 22,67m, sải cánh 37,4m, trọng lượng cất cánh tối đa 23,4 tấn, trong đó trọng tải lên tới 2.000kg, phi hành đoàn, chỉ gồm một người. Theo Bộ Quốc phòng Anh, sự tham gia của M55 trong các hoạt động chiến đấu có thể được giải thích bởi những khó khăn trong việc tạo ra khả năng tình báo, giám sát, phát hiện mục tiêu và trinh sát đầy đủ cơ quan tình báo Anh cho biết có dấu hiệu chiếc M-55 được đưa trở lại biên chế và hoạt động tại Ukraine để tăng cường khả năng của Nga trong lĩnh vực tình báo vốn khá hạn chế. Khả năng bay ở độ cao lớn cho phép phương tiện hoạt động ở cự ly an toàn. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video clip ghi lại cảnh một khẩu đội Grad chút rocket xuống đội hình luân chuyển của Ukraine và phá hủy một cứ điểm của Ukraine gần cánh rừng Serebryansky hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad của Nga là một hệ thống vũ khí có hỏa lực mạnh và tính cơ động linh hoạt. Pháo giàn như thế này thường được dùng để cung cấp yểm trợ bằng hỏa lực gián tiếp, hỏa lực cầu vồng cho lính bộ trong hàng loạt tình huống tác chiến khác nhau. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kupiansk và thiết lập quyền kiểm soát làng Tabavka. Dộ tin cho rằng lực lượng Kiev đã rút lui quy mô lớn bỏ lại các vị trí ở Kisilivka và Kotliarivka. Nếu thông tin này được xác nhận, sông Oskin sẽ là tuyến phòng thủ tiếp theo của Ukraine trên hướng này. Kênh RV đưa tin, tình hình ở mặt trận phía đông rất khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine khi quân đội Nga tấn công mạnh mẽ ở Marinka, Abdipka và Bakhmut. Các nhà phân tích quân sự Ukraine công bố phân tích bi quan và hình ảnh vệ tinh mới ở mặt trận phía đông gồm ba khu vực Marinka, Abdipka và Bakhmut tại Marinka, tình hình ở khu vực này đáng lo ngại đối với Ukraine. Pháo binh cả hai bên đều giảm tần suất hoạt động. Tuy nhiên, quân đội Nga phát huy những kết quả trước đó, tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Tại Avdiivka, tình hình đạn pháo của Ukraine tốt hơn, nhưng hoạt động của Nga cũng không kém. Việc xây dựng các khu vực kiên cố mới của Ukraine đang được tiến hành. Có vẻ như hình thái chiến thuật sẽ được lặp lại giống như tại Bakhmut. Tại Bakhmut, tình hình nói chung là tương tự. Quân Nga đang tiến về Kleschivka và Bogdanovka binh Ukraine hoạt động tích cực nhưng vẫn thua kém so với Nga. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ hành động ngay lập tức để đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico nếu Quốc hội thông qua đề xuất đang được đàm phán tại Thượng viện, trong đó có gói hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông Biden cho biết những gì đang được đàm phán tại Thượng viện sẽ là một loạt cải cách cứng rắn và công bằng nhất để đảm bảo an ninh biên giới mà chúng ta từng có ở đất nước mình nhà lãnh đạo mỹ cho biết đề xuất này sẽ bao gồm quyền mới của tổng thống để đóng cửa biên giới khi nơi này trở nên quá tải và nếu được trao quyền đó tôi sẽ sử dụng nó vào ngày tôi ký dự luật thành luật Tuyên bố của ông Biden là nỗ lực nhằm cứu vãn một thỏa thuận biên giới của lưỡng đảng, vốn gắn kèm những cải cách về nhập cư với điều kiện viện trợ cho Ukraine và Israel, vốn đang trên bờ vực sụp đổ sau khi lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell thừa nhận riêng với các thượng nghị sĩ cùng đảng khác trong tuần này, rằng sự phản đối từ cựu Tổng thống Donald Trump. Ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa năm 2024 đang đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hãng thông tấn Ukinform.net của Ukraine mới đây dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denis Simhan cho biết năm nay, nước này có 3 nhiệm vụ chính phải hoàn thành và đang đề nghị một số đối tác như Ba Lan hỗ trợ để thực hiện mục tiêu này. Ông Simhan thông báo nhiệm vụ đầu tiên của Ukraine là đảm bảo Hội đồng châu Âu phê duyệt chương trình tài trợ nhiều năm cho Kiev. Người đứng đầu chính phủ Ukraine cho biết nhiệm vụ thứ hai là tham gia vào quá trình đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Nhiệm vụ thứ ba, theo ông Simhan, là tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ sắp tới, Ukraine được đảm bảo sẽ trở thành thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Ông Simhan nêu rõ, chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ trong tất cả các vấn đề và lĩnh vực này. Vào ngày 15 tháng 12 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đây là một quyết định chiến lược. Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định này là một chiến thắng cho Ukraine, chiến thắng cho toàn bộ châu Âu, chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh. Xin được chuyển sang các tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Trung Đông. Đài truyền hình LBCI vừa đưa tin cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến toàn diện chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Theo LBCI, một quốc gia Ả Rập không xác định đã cung cấp báo cáo tình báo về kế hoạch của Israel cho Hezbollah. Hãng tin cho biết, chiến dịch tiềm năng của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, có mục đích buộc Hezbollah tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng An ninh Liên hợp quốc. Nghị quyết này được thông qua sau khi kết thúc cuộc chiến Israel-Liban vào năm 2006, trong đó bao gồm điều khoản thành lập khu phi quân sự dọc biên giới giữa hai nước. Tuần trước, tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Haji Halevi cho biết Khả năng xảy ra xung đột với Beirut cao hơn nhiều so với trước đây. Ông nói thêm rằng IDF đang ngày càng sẵn sàng cho cuộc tấn công xuyên biên giới. Trong khi đó, ngoại trưởng Liban Abdallah Buhabib nói rằng sự tham gia của các nước khác vào cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas sẽ là không thể chấp nhận được. Ông cũng cảnh báo cuộc chiến với Liban sẽ không phải là một cuộc giã ngoại đối với Israel. Nghị sĩ thuộc Hezbollah Hassan Ezzedin cũng khẳng định rằng các chiến binh thuộc nhóm này sẽ đánh trả mạnh gấp đôi và giáng đòn mạnh vào kẻ thù. Xin được chuyển sang các tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Trung Đông. Quân đội Israel thông báo mới đây cho biết đang tăng cường sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới israel bang thực hiện cuộc tập trận chuyên sâu trong bối cảnh leo thang xuyên biên giới. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, cuộc tập trận do lữ đoàn lính dù dự bị miền Bắc thực hiện trong tuần qua, bao gồm các nội dung bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị, kết hợp với xe tăng, công binh, bộ binh và pháo binh. Theo tuyên bố, mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu ở biên giới phía Bắc, cũng như khẳng định cuộc tập trận là hoạt động chuẩn bị cho binh sĩ chiến đấu ở các khu đô thị đông dân cư trong điều kiện thời tiết mùa đông và ở địa hình phía Bắc. Trong khi đó, tình hình chiến sự tại giải Gaza vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng trong ngày 27 tháng 1, chỉ một ngày sau khi Tòa án Công lý Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc ra phán quyết yêu cầu Israel thực thi mọi biện pháp ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza. Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, một đơn vị dự bị của quân đội Israel đã làm việc ngày này qua ngày khác ở khu vực phía bắc giải Gaza để tạo ra một vùng đất hoang. Một người lính của đơn vị trên cho biết, mệnh lệnh với họ là dọn sạch giải đất rộng 1 km dọc biên giới, như một phần trong kế hoạch của Israel nhằm xây dựng một vùng đệm an ninh ngay bên trong Gaza, nơi mà người Palestine sẽ bị cấm vào. Với máy ủi và các thiết bị hạng nặng khác, họ đã săn bằng nhiều nhà kính nông nghiệp và các công trình khác trôn lấp các đường hầm của chiến binh Hamas và cày sới các nông trại. Người lính này cho biết, mọi thứ đã bị san phẳng, nơi này vốn chủ yếu là nông nghiệp, bây giờ nó là khu quân sự, một vùng đất hoàn toàn không có người ở. Đối với các quan chức Israel, vùng đệm là một biện pháp an ninh quan trọng trong kế hoạch phi quân sự hóa Gaza và đảm bảo với người Israel rằng họ có thể trở về sống an toàn tại các thị trấn và cộng đồng gần biên giới đã được sơ tán sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng. Vùng đệm này sẽ tạo ra một không gian trống hoàn toàn để quân đội Israel có thể nhìn thấy và ngăn chặn bất kỳ kẻ nào đến gần biên giới. Trước đó, trong những tháng cuối của năm 2023, Israel đã từng hé lộ về kế hoạch vùng đệm ở giải Gaza thời hậu Hamas với các nước láng giềng Ai Cập và Jordani, cùng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Khi đó, một quan chức an ninh khu vực cấp cao cho biết, Israel muốn xây dựng vùng đệm ở giữa Gaza và Israel, trải dài từ Bắc tới Nam để ngăn chặn Hamas, hoặc các nhóm khác xâm nhập hoặc tấn công Israel. Còn về phía UAE, quốc gia này xác nhận sẽ ủng hộ mọi thỏa thuận hậu chiến trong tương lai nếu được tất cả các bên liên quan đồng ý nhằm đạt được sự ổn định và một nhà nước Palestine. Khi được hỏi về kế hoạch cho vùng đệm, ông Ofer Fang, cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin. Kế hoạch này chi tiết hơn thế. Nó dựa trên quy trình ba cấp độ thời hậu Hamas. Nếu rõ quan điểm của chính phủ Israel, ông Fang cho biết, ba cấp độ liên quan đến việc tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa trong khu vực. Vị cố vấn nhấn mạnh, vùng đệm có thể là một phần của quá trình phi quân sự hóa. Trong quá khứ, Israel từng đề xuất về việc cân nhắc về một vùng đệm bên trong Gaza, song đã rút quân khỏi vùng đất này vào năm 2005. Nhưng Tel Aviv đang lưu ý thực thi kế hoạch này như một phần kế hoạch bảo đảm an ninh cho Gaza. Jordani, Ai Cập và các quốc gia Ả Rập khác đã lên tiếng lo ngại rằng Israel muốn ép buộc người Palestine ra khỏi Gaza lặp lại hành động chiếm đất đai khi Israel được thành lập vào năm 1948. Tuy nhiên, chính phủ Israel đã liên tục phủ nhận mục đích đó. Tại Washington, một quan chức Israel cho biết, vùng đệm an ninh ở phía biên giới Gaza là nhằm ngăn chặn Hamas, tập trung năng lực quân sự gần biên giới và gây bất ngờ cho Israel một lần nữa. Một quan chức giấu tên khác cho biết, đó là một biện pháp an ninh, không phải biện pháp chính trị. Chúng tôi không có ý định ở lại phía biên giới Gaza. Tuy nhiên, dự án vùng đệm là nguyên nhân khiến các quan chức Mỹ ngày càng giận dữ. Những người cho biết họ lần đầu tiên lên tiếng phản đối những kế hoạch như vậy ngay sau khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Họ cũng lưu ý Mỹ ngày càng thất vọng khi chứng kiến Israel vẫn tiếp tục xúc tiến kế hoạch trên. Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng việc biến biên giới dọc theo giải Gaza dài 40 km thành vùng đất không người sẽ làm sâu sắc thêm nỗi lo sợ của người Palestine rằng Israel có ý định chiếm toàn bộ hoặc một phần vùng đông đúc này, đồng thời khiến việc thuyết phục các chính phủ ở Rập giúp tái thiết giải đất này trở nên khó khăn hơn khi chiến sự kết thúc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 24 tháng 1 đã lên tiếng phản đối khái niệm vùng đệm Gaza sau khi quân đội Israel cho biết 21 binh sĩ đã thiệt mạng khi phá hủy các tòa nhà trong lúc cố gắng thiết lập một khu vực an ninh. Trả lời với các phóng viên, ông Blinken cho hay, Chúng tôi đã nói rất rõ quan điểm phản đối việc buộc người dân phải di rời. Chúng tôi rất rõ ràng về việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Gaza trên thực tế. Tuy nhiên, như một dấu hiệu cho thấy khó khăn mà Mỹ phải đối mặt trong việc gây áp lực, buộc chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải dừng dự án. Ông Blinken cho biết Washington có thể tạm thời chấp nhận một khu vực như vậy. Các quan chức Israel đồng ý rằng vùng đệm có thể chỉ là tạm thời, nhưng họ không đưa ra thời gian biểu cần thiết trong bao lâu. Họ cũng chưa mô tả công khai kích thước của giải đất được quy hoạch và các chi tiết khác. Theo một cựu quan chức Israel quen thuộc với các kế hoạch, một số khu vực đệm có thể rộng 1 km nhưng sẽ khác nhau tùy thuộc vào địa hình và mức độ gần xa của các cộng đồng người Palestine với biên giới. Israel đã có vùng cấm đi lại đối với người Gaza gần các khu vực biên giới trước ngày 7 tháng 10, nhưng các hạn chế không phải lúc nào cũng được thực thi. Theo một nghiên cứu của giáo sư Adi Benun tại Đại học Hebrew ở Jerusalem, hoạt động này đã tiến triển tốt ở một số hạng mục. Ông cho biết quân đội Israel có thể đã phá hủy trên 1.000 trong số 2.824 công trình nằm cách biên giới 1 km. Theo nghiên cứu của ông, hầu hết các công trình đều thuộc khu dân cư. Khu vực được dọn dẹp nhiều nhất là vùng đệm tiềm năng gần Kanchunis, thành phố lớn nhất ở miền nam Gaza và là nơi quân đội Israel đã hoạt động hơn một tháng qua. Nghiên cứu cho thấy 67%, tương đương 704 trong số 1048 tòa nhà đã bị phá hủy trong phạm vi 1 km tính từ biên giới. Còn theo các nhà phân tích, một khu vực rộng chừng 1 km sẽ không ngăn cản được các vụ phóng tên lửa hoặc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Gaza của các chiến binh Hamas và các nhóm khác còn trụ lại sau chiến tranh. Ông Jonathan Corricus, cựu phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, Hamas đã có thể cử các chiến binh đến gần hàng rào an ninh cải trang thành người biểu tình, cho phép họ tiến hành trinh sát chuẩn bị cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Theo ông Corricus, việc đặt vùng đệm trên lãnh thổ Israel sẽ trừng phạt các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas và thay vào đó, vùng đệm phải nằm trên đất của người Palestine. Tuy nhiên, việc tạo ra một vùng đệm vĩnh viễn bên trong giải Gaza có thể sẽ là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Cựu đại tá Israel từng phục vụ ở khu vực Gaza của Israel và hiện là chuyên gia về biên giới Israel, Saul Adiali cho biết, việc tạo ra một vùng đệm vĩnh viễn bên trong Gaza có thể sẽ là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, vì Israel sẽ nắm quyền kiểm soát vùng đất nằm ngoài phạm vi lãnh thổ được công nhận của họ, với tư cách là một thế lực chiếm đóng. Ông Netanyahu cũng lưu ý rằng Israel không có ý định chiếm đóng vĩnh viễn Gaza, nhưng cho biết sẽ duy trì kiểm soát an ninh trong thời gian không xác định. Thuật ngữ này chưa được Israel làm rõ, nhưng ngoài vùng đệm còn có khả năng bao gồm tùy chọn tiến hành các cuộc tấn công chống lại du kích Palestine ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Dọc theo biên giới bên trong Gaza, công việc giải phóng mặt bằng vẫn đang tiếp tục. Một người lính dự bị đang làm việc ở phía bắc giải đất cho biết mục tiêu là dọn dẹp mọi chứa ngại vật có thể ngăn cản lực lượng Israel trong tương lai, giám sát khu vực này. Người lính này cho biết thêm, trong khi anh và những người lính khác đang làm việc, tay súng Palestine đã hai lần xuất hiện từ các đường hầm dưới lòng đất, phóng lựu đạn và các xe ủi đất bọc thép mà họ đang sử dụng để dọn dẹp khu vực. Trong khi đó, thương vong tại Gaza vẫn đang ngày một tăng theo cấp số nhân. Tại trung tâm huấn luyện Kanjunis, địa điểm đang là nơi tạm trú của hàng chục nghìn người Palestine vừa bị tấn công và bốc cháy, gây thương vong lớn. Phản ứng về vụ tấn công, quân đội Israel khẳng định, khu vực rộng lớn trên là căn cứ quan trọng của phong trào Hamas, nhấn mạnh việc phá bỏ cơ sở quân sự của Hamas tại phía tây thành phố Yunis là trọng tâm của chiến dịch này. Trong chiến dịch có quy mô lớn nhất trong một tháng này, xe tăng đã tiến thẳng vào Yunis. Người phát ngôn của cơ quan y tế tại Gaza, Asraf Ankitra cho hay, chiến dịch của Israel đã dẫn đến việc cô lập các bệnh viện tại Yunis, Hàng trăm người bị thương, bệnh nhân và trẻ sơ sinh đang phải đối mặt với biến chứng nghiêm trọng do không thể tiếp cận bệnh viện. Theo The Times of Israel, Israel đang thúc đẩy thỏa thuận với Mỹ để mua máy bay chiến đấu, trực thăng và đạn dược trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại giải Gaza. Các nguồn tin cho biết, Israel có kế hoạch đặt mua 25 máy bay chiến đấu tàng hình F-35, 25 máy bay chiến đấu F-15IA, biến thể F-15EX dành cho Israel, 12 trực thăng KH-64 Apache cùng một lượng lớn đạn dược từ Mỹ. Năm ngoái Israel đã gửi yêu cầu chính thức tới Mỹ về việc mua máy bay chiến đấu F35 và máy bay phản lực F15. Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc giao máy bay chiến đấu và trực thăng. Tuy nhiên, Israel đang nỗ lực thỏa thuận để thúc đẩy việc giao hàng nhanh hơn. Trước đó, Israel đã mua 50 máy bay chiến đấu F35 từ tập đoàn Mỹ Lockheed Martin. Số máy bay này dự kiến sẽ được giao trong năm 2024. Quân đội nước này cũng đang tìm cách bổ sung và nâng cấp đội F15 hiện có có thể mang theo vũ khí hạng nặng. Xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 28 tháng 1 vừa qua đã đưa ra thông báo rằng Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông của nước này. Theo đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS dẫn một phân tích đang được tiến hành cho biết, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương ở vùng biển ngoài khơi cảng Sinpo. Trong thông điệp gửi báo giới, JCS cũng cho biết quân đội đang tăng cường giám sát và cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu cũng như hoạt động tiếp theo của Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ hai của Triều Tiên từ đầu năm đến nay, sau khi nước này phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasan về phía Hoàng Hải ngày 24 tháng 1. Liên quan đến cuộc chạy đua vào nhà trắng năm 2024, mới đây ông Donald Trump cho biết tinh thần ông sắc bén hơn so với 20 năm trước sau khi đối thủ Nikki Haley công kích ông về vấn đề tuổi tác. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đối thủ duy nhất của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, gần đây đã cáo buộc ông Trump nói năng lộn xộn và hoài nghi khả năng làm Tổng thống ở độ tuổi của ông. Ông Trump, 77 tuổi, tuyên bố trong cuộc vận động ở thành phố Las Vegas, bang Nevada vào ngày 27 tháng 1, bây giờ tôi cảm thấy bản thân còn minh mẫn hơn cả 20 năm trước. Ông cũng nhấn mạnh các ứng viên tổng thống phải làm bài kiểm tra về khả năng nhận thức, giống như đáp trả thách thức từ bà Haley. Cựu đại sứ Mỹ ủng hộ kiểm tra nhận thức với các ứng cử viên, với lý do cả tổng thống Joe Biden 81 tuổi lẫn ông Trump đều đã quá già. Sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire vào ngày 23 tháng 1, chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, hiện nay rõ ràng ông Donald Trump sẽ là ứng viên của Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Biden và chiến dịch tranh cử của ông tăng cường công kích ông Trump, gọi ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ và chỉ ra ông Trump thúc đẩy quyết định năm 2022 của Tòa án Tối cao Mỹ về chấm dứt quyền phá thai. Quyết định của tòa án được cho là đã gây tổn hại Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Times của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại